Mới đây, nước trên sông Đại Bình đổ về, dâng cao đột ngột, khiến hàng chục hộ dân tại hai thôn 15 và 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng không kịp trở tay. Nhiều tài sản của người dân bị nước cuốn trôi hoặc nhấn chìm, gây thiệt hại nặng nề. Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành cho biết là đang huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục dọn dẹp lại nhà cửa sau trận ngập lụt để ổn định cuộc sống, đồng thời cũng thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho bà con. Trước đó, vào chiều tối 13 tháng 10, sau nhiều giờ xảy ra mưa lớn, nước trên sông Đại Bình đoạn qua hai thôn 15 và 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm đột ngột dâng cao. Dòng nước lớn kéo theo bùn đất tràn vào làm ngập nhà của hàng chục hộ dân nằm sát bờ sông. Trong đó, nhiều nhà dân bị ngập sâu hơn 1 mét. Nhiều gia cầm, gia súc và tài sản của người dân bị cuốn trôi hoặc bị nhấn chìm, hư hỏng. Ngoài ra, hàng chục hecta cây trồng dọc theo bờ sông Đại Bình cũng bị ngập sâu. Rất may, trận ngập lụt không gây thương vong về người. Sau khi xảy ra ngập lụt, Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành đã huy động các lực lượng giúp các hộ gia đình khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho người dân sớm ổn định cuộc sống.